À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Nay là như gần cuối tháng 7 âm lịch đó. Hiện tại cây đã đang ra cây đọt cuối, cây đọt này là làm bông cuối cùng đó. Làm bông cuối cùng những cây đọt mà chúng ta tới đến rằm tháng 8 đó. Chúng ta lúc đó chúng ta ngừng đọt, không có cho nó ra đọt nữa. Tất cả những đọt nào ra sau đó thì chúng ta bấm bỏ, nếu mà muốn chơi bông bấm bỏ. Còn chúng ta cây đang nuôi thì cứ để cho nó ra tự nhiên cho khỏe cây. Đó. Như tháng cuối tháng 7 đầu đó. Như hiện tại là gần đầu tháng 8 á. Tháng 8 tính đến Tết tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Đó, 4 tháng nữa. Coi như là 4 tháng rưỡi nữa đến ngày lặt lá mai. Tháng 9 nè, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Đó, rằm tháng 12, 4 tháng rưỡi nữa đến ngày lặt lá mai á. Đó thì từ mà lấy đọt mà tới làm bông thì chúng ta khoảng chừng 4 tới 5 tháng á. Đó, chứ mà lấy 3 tháng bông dở ẹt à. Đó, nó ra rồi. Kéo theo mình nụ kia, nụ kia là những cái nụ bông ngay Tết á. Đó, ra đọt nè, lấy kim là kim ngay Tết nè. À, chia sẻ anh em tứ phân á. Nói chung là chúng ta cứ áp dụng theo công thức á, công thức mà mình đi tham khảo rất là nhiều nơi á. Cứ 2g NPK cho 1 lít nước và chúng ta cộng dưỡng rễ vô thì chúng ta giảm lượng nó xuống nữa, như cộng N3M á. Đó thì 1g N3M cộng 1g NPK pha 1 lít nước. Đó, cứ thế an toàn á. Còn cây lớn nè, cây tứ quý là chúng ta phải cộng thêm á. Tứ quý nó mạnh phân hơn thì cộng thêm. Đó, cứ khoảng 15-20 ngày lặp lại 1 lần. Đó, nhớ là 15-20 ngày. Đó, cứ thế là an toàn. Đó, chúng ta có kinh nghiệm hơn thì chúng ta tăng phân rồi, kết hợp này kia đầu dâu. NPK thì chúng ta ra tiệm chúng ta mua. Đây, bữa nay mình tiếp tục mình tới. Đó, như công thức cũ thôi. Đó, này dưỡng rễ hữu cơ. Cộng gia lân, lân này nó đi nó nhặt mắt á. Đó. Nhặt mắt mạnh rễ, chúng ta không có này thì chúng ta bổ sung cái thằng lân đơn cũng được á. Đó. Lân màu xi măng á cũng được. Với lại NPK thôi. Đó. Còn chuyển qua đến tháng 8 âm lịch á, rằm tháng 8 âm lịch tới tháng 9 âm lịch á. Đó, thì chúng ta chuyển qua phân cho nó đứng đọt lại. Hiện tại giờ cho lấy cây đọt cuối cùng mà. Này, cái này thì mình xài đây cũng 2-3 năm á, nó bền cây á. Nuôi cây 2-3 năm đó. Cái này thì 1-20 lít cho 1 lít nước. 1-20 lít cho 1 lít nước cho rau màu, cây giống hoa kỹ á. Cây thấy công nghiệp thì cái lượng nó cao hơn. Đó, thông thường mình tưới này một nắp á. Nếu mà cộng thì có thể giảm xuống khoảng nửa nắp lưng lưng thôi. À, chúng ta có ít thì chúng ta tưới cái này quanh năm được á. Nói chung cái này giống như là NPK mà sinh học. NPK thành phần là 4.5, 3.5, 2.5. Đạm lân kali trong đây nè, nó có quy lượng ở trong đây. Kẽm, măng gan, sắt gì nè. Có humic 2.5% trong đây. Rồi, thằng này thì giúp cây nó nhặt mắt hơn á. Đối với những hạng cây mà mới ghép, chúng ta dùng hai thứ này ha, khỏi NPK. Mới ghép mà đi khoảng 2 cây đọt, còn 1 cây đọt đầu tiên xải này thôi. Xải này, siêu lân này vô thì nó nhặt mắt hơn. Nhặt mắt hơn nó kéo nụ theo. Cái muỗng này khoảng 10g, cho 2 muỗng khoảng 20g. Rồi cho thêm 20g NPK vô nữa. Đó, đó là những hàng cây mới ghép, chúng ta cho như thế này được ha. Mới ghép mà nó đi 2 cây đọt. Đó, nên nhớ 2 cây đọt thì mới cộng thằng này vô á. Quay cho anh em tham khảo á.
Những hàng một cây đọt thì chỉ chạy bán rễ thôi, ra một cây đọt như thế này, cứng một cây ở dưới, cứng một cây ra, cây thứ hai bắt đầu rễ bắt đầu ra rồi, ra mạnh rồi, cây phát mạnh rồi. Đó, chúng ta cho siêu lân đầu vô, nó đi nó sẽ nhặt mắt hơn, cái mắt ngủ nó sẽ khích hơn và nó đơm rút kim trong đây, đơm đặt trong đây luôn nè. Mới ghép mà cái này mới ghép mà Tết vẫn chơi được á. Đặt nút kim ở đơm đây. Nó không có phóng nhiều. Đó, cây siêu ong của anh Thiết nè, đó. Đi nó sẽ nhặt mắt hơn. Mắt nó đi khích 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 không à. Đó, như này ha. Đây, này ra cơ thứ hai rồi nè. Đã cho thằng siêu lân cho miếng vô được ha. Đi sẽ khích hơn. Đó, còn này mới có một cơ thì chưa, một cơ thì xài bén rễ thôi. Xài cái thằng dưỡng đó thôi. Đó, còn cái thằng mà thuốc trị bệnh đó. Cứ khoảng 10 ngày, 7 tới 10 ngày, mùa mưa thì 7 ngày. Đó, chúng ta phun thằng Anvin. Đó, lâu lâu cộng với miếng Atracon vô á. Khi mà kết hợp hai thứ thì chúng ta giảm liều xuống, giảm mỗi thứ nửa liều xuống á. Chứ hai thứ kết hợp vô này nó sẽ cháy lá, nóng quá nó cháy lá. Anvin mà cộng với lại Antracon thì lá sẽ dày lên, dày và xanh đậm lên á. Cây nó không có bệnh nữa. Đó, phân thuốc chỉ có vậy thôi, bỏ trĩ thì cộng vô nữa. Nói chung bỏ trĩ là chúng ta xịt những lúc lá non thế này thôi. Còn lá nó chuyển qua mà màu già già thế này thì bỏ trĩ không có hút nữa. Lá non thế này nè, bỏ trĩ nó hút nè. Mà nó già nó cứng là bỏ trĩ không có hút nữa, sâu cũng không có ăn được nữa ha. Bỏ trĩ chúng ta xịt lúc đang ra lá non thôi. Rồi. Phân này kết hợp với NPK thôi. Đã chia sẻ anh em rất là nhiều quá. À, mấy cái tiệm đó nè, NPK cộng với TE trong đây là có vi lượng trong đây. Nói chung là cái này chúng ta xài thì cũng có mà ít thôi, chứ không có được lạm dụng này. À, hữu cơ là chính. Rồi 20g cái này nữa. À, NPK này ba số bằng nhau. Hai chục gram thôi. Nói chung là chúng ta xài nhiều á, đó thì cây nó tốt đó, mà tới chừng mà nó hư thì không có cứu được á. 20g này loãng này, đó công thức này chúng ta có thể là áp dụng tưới hoa kiểng khác á, rau màu luôn, tưới rau rồi ăn được á, tưới bắp rồi luôn, cứ 15-20 ngày lặp lại một lần đó, bảo đảm không có bị dư phân. Quay đều là tới ha. Đây, sẵn đây thì có mấy cái lá nè, một số lá mà nó dấu hiệu của sự dư phân nè, dư phân nhiều ít đó. Đó, cây mà lúc mà thông thường mấy anh đặt lá nhau là 1 năm tháng 5 á, rất nhiều trường hợp bị á, bản thân mình cũng bị đây, chia sẻ anh em á. Khi cây hết lá mà chúng ta tưới phân mà có NPK vô á. Đó thì nó sẽ bị cong thế này á. Trường hợp là rất nhiều trường hợp gặp là sau Tết á. Sau Tết khi mà cắt đôn tàn đều á, anh em dập phân vô á, lá nó sẽ bị cong như thế này. Này không phải bỏ trĩ á. Đó, nó cong nó mo lên như thế này đây, là dư phân. Đó chúng ta từ đó chúng ta coi chúng ta canh lại. Khi cây không có lá thì chúng ta không có cho NPK được, chỉ cho giữ rễ thôi. Liều loãng á. Đó, còn khi cây mà lá như thế này rồi mà chúng ta tưới dư phân là nó sẽ cháy cái rìa này. Dù lá này vẫn còn xanh nó chứ phải già nha. Nó cháy rìa tùy theo mức độ lặm nhiều ít. Nó lặm nhiều thì nó cháy sâu vô nữa ha. Cháy rìa lá nè. Đó. Chúng ta coi lưu ý rồi thôi chúng ta canh lại. Cháy cái đuôi lá này nè. Nó không phải bệnh đó. Đó.
lá nó vẫn rất là dày đó, mà nó vẫn trái với cái rìa lá này nè, là nó bị dư phân đó, hai trường hợp dư phân á, dư phân mà lúc mà cây không có lá nè, mo lại á, còn chúng ta cần xử lý lại đó, mấy cây nhỏ nhỏ thôi, chúng không để ý chúng ta làm mà nó hư á. Đó, như cây này nè, nó trái mấy cái đầu rìa lá lá nhau nè, đó. Đó. Là có được cái lúc mà nó thật lá là nó bị dư đó. Còn ha mà lá thế này nè, nó thẳng nó đẹp như thế này á, đó là ngon lành. Rồi chúng ta coi chúng ta cành lại á, tưới á. Cây chân dài tưới vào buổi sáng là tốt á, ta để cho nó khô khô nè, không lại mưa hoài tưới không được á, để cái bầu nó khô ráo hay nè, tưới cây bắt rất là lẹ, chứ đồ nó chèm nhẹp á, tưới hoài nó không có tác dụng gì đâu, cây không có hút nước à. Khô ráo thế này nè, nói chung cây chúng ta trồng mà chúng ta có xử lý đá chậu á, là nắng chuyện ngày một là nó ráo bầu hết trơn á, nó thoáng trong chậu. Sau này nó dưới lớp đá chậu đây nè, ta cho lớp xỉ than hoặc là than củi, đá bu mít gì dưới đây nè, nó ráo bầu dữ lắm. Này cây thọ hương già của mình cũng tưới vậy thôi. Nói chung tưới một lần thôi, nó thấm đều hết, nó chứ đừng có tưới qua tưới lại á, một lần thôi, chứ tưới cái qua bữa sau thấy dư dư cái tưới lại nữa không được á. Nè cái giảo Thanh Hòa nè, bên về có mấy cái lá bữa nay nè, chờ lấy bo. Đây, đối với những cây mà mới cắt đôm á, nó ra mới có cơ thế này nè, mà chưa cứng á, chúng ta chưa cho NPK được á, cho vô thì lá nó sẽ cong lên vậy nè, chưa có cho được á, mà chỉ cho bén rễ thôi. Cứng lá chạy bán rễ với siêu lân được á, hoặc này chưa, này mới cho tưới dưỡng thôi. Siêu bông mà của anh Thiết hả, à, một vài chia sẻ với anh em á, chúng ta nhớ lượng tưới phân an toàn đó, chơi cây nó còn hoài á, chứ mà đừng có ham mà xài phân bón nhiều á. Từ từ nuôi chơi, cứ từ từ thôi, đừng có gấp á. Này cái tàn quá trời luôn à, thọ hương. Này tương lai á, nhìn mẫu cây này á, tương lai cây bình lợi nè, à, cũng mong nó được vậy á. Cây bình lợi gọng chữ C nè, cũng mong nó được vậy á.
Rồi, chúc anh em chăm thật là tốt. Rồi, xin chào.